Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ba bộ tam đa ở đây. Anh em thấy không ạ? Nếu như anh em nào mà muốn mua tam đa thì anh em hãy xem ngay ba bộ tam đa này, bởi vì ba bộ tam đa này nó đều có cái giá trị khác nhau, không có bộ nào giống bộ nào, nhưng mà chúng ta phải xem ba bộ này chúng ta mới có thể mua được bộ tam đa hoàn chỉnh. Đầu tiên, khi mà chúng ta thấy được rằng là trên màn hình bộ tam đa ở đây ấy, thì đầu tiên là về cái cách sắp xếp thì chúng ta thấy không ạ, phúc lộc thọ ở ba cái ông này. Đây là ông phúc, ông lộc, ông thọ. Ông thọ thì tượng trưng cho một cái sự bách liên danh lão. Ông lộc thì là tiền tài địa vị, và ông phúc thì là đông con nhiều cháu, đúng không ạ? Thế thì với cái bộ tượng tam đa, khi mà chúng ta muốn sở hữu cho mình một bộ tượng đẹp thì chúng ta cần phải cân nhắc cái gì? Người ta vẫn thường nói là với con người ấy, thì là nhất dáng nhì ra. Nếu như trong cái mức độ mà chúng ta nhìn mắt thường thì đầu tiên chúng ta phải nhìn cái dáng trước, sau đó là chúng ta nhìn cái da của nó. Thế thì cái dáng của bức tượng thì như quý vị nhìn thấy ở đây, quý vị thấy cân đối không ạ? Về cái chiều cao của cái tác phẩm này là bộ tượng tam đa giới thiệu cho quý vị bằng gỗ bách xanh. Đầu tiên là bằng bách xanh đã, để cho chúng ta nắm được. Về cái chiều cao này là cao 40. Cao 40 thì cái tương ứng của cái chiều rộng là bao nhiêu? Nó sẽ là bao nhiêu? Là 12. Và cái chiều sâu của nó không quá mỏng. Đấy, chiều sâu là 10. 10 và 12 thì chúng ta mới thấy được rằng là cái bộ tượng nó mới chuẩn như này. Chúng ta sẽ chia ra ba khúc để chúng ta cân đối được cái tượng. Nếu như từ chân tượng mà cho đến đỉnh đầu của tượng nó là 27. 27 thì chúng ta thấy không ạ? 27 thì chúng ta chia làm 3, chúng ta mới thấy được rằng là gì? Sự cân đối hài hòa. Bởi vì là chia làm 3 thì quý vị thấy không ạ? Thì nó rất là phù hợp với cái chiều cao, chiều rộng, để chúng ta có thể thấy được rằng là đó là những cái mà chúng ta thấy là nó rất là ấn tượng và giá trị. Khi mà chúng ta xem một cái mẫu tượng, chúng ta phải nhìn về cái dáng. Nếu như chúng ta nhìn cái tượng mà nó gầy quá, nó ốm yếu quá thì cũng không được. Mà cái tượng mà nó to béo quá, đúng không ạ, cũng không được, bởi vì nó không có sự cân đối. Thế thì bộ tượng tam đa bằng gỗ bách xanh này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị là về cái phần nhất dáng nhìn ra. Sau đó là chúng ta nhìn về cái phần da của nó. Phần da của một cái tác phẩm này thì nói chung với quý vị là như này. Về cái gỗ thì quý vị đều biết là bất cứ một dòng gỗ gì, cho dù là gỗ rẻ tiền hay gỗ đắt tiền, nhưng chúng ta phải tìm được là cái vân của nó, đúng không ạ? Cái lưu, cái chun sụn của nó thì mới thấy được cái giá trị của cái da, đúng không ạ? Bởi vì là như một người phụ nữ hay một người đàn ông ấy, người ta nói là dáng đẹp rồi nhưng mà cái da cũng phải đẹp, đúng không ạ? Chứ da mà lồi, da cóc, da ghẻ ra đấy thì tất nhiên là nó cũng sẽ không đẹp, hoặc là sẹo lầy lọ thì nó cũng sẽ không phải là đẹp, đúng không ạ? Thế thì đấy cũng là một trong những cái cách để chúng ta lựa chọn. Sau đó là gì? Điều mấu chốt cuối cùng mà chúng ta cần phải xem xét đó chính là cái mặt cực kỳ quan trọng. Thật sự với quý vị, nếu như quý vị mà đi mua tượng hay quý vị mà không để ý cái mặt ấy, thì quý vị sai lầm rất là lớn. Cái mặt nó vô cùng quan trọng đấy. Theo như sản phẩm này, quý vị nhìn đến đây, đục cái mặt này nét. Quý vị không biết là quý vị nhìn có rõ không, nhưng mà cái sản phẩm này quý vị nhìn thấy mặt cực kỳ nét luôn. Bản chất chúng tôi nhìn trên mắt thường và đánh giá trên nghề nghiệp thì chúng ta thấy là bộ tam đa đục mặt rất chi là có hồn đấy, rất chi là sống động. Cho nên là bộ tượng tam đa bằng gỗ bách xanh mà của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu ấy, thì chia sẻ cho quý vị là với cái giá thành, nhiều người cứ bảo là tại sao bộ tượng tam đa nhà anh bán với cái giá là 2,8 triệu mà một số đơn vị khác cũng bộ tượng tam đa kích thước như vậy người ta bán 2,7 triệu hoặc là 2,6 triệu. Thì xin thưa với quý vị là nếu như quý vị muốn mua cái bộ tượng tam đa kích thước như vậy, 2,5 triệu cũng có, 2,3 triệu cũng có, hoặc là 2,2 triệu cũng có,
đúng không ạ? Thế nhưng mà để mà đạt được cái giá trị nghệ thuật, đạt được cái độ tinh xảo của nó thì 2 triệu rưỡi hay là 2 triệu 8 thì chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng về cái độ tinh xảo của nó, đúng không ạ? Nếu như một bức tượng đục đẹp, không bị lỗi vết và các cái đường nét tinh xảo nó thổi hồn vào cái khuôn mặt, thổi hồn vào toàn bộ cả một cái tác phẩm, thì quý vị thấy không ạ? Người ta làm càng kỹ bao nhiêu thì người ta phải mất công, mất buổi, mất sức, mất thời gian. Và đương nhiên là mất thời gian, mất công, mất sức là phải mất tiền, đúng không ạ? Càng làm kỹ thì càng mất nhiều tiền. Cho nên là đối với bất cứ một sản phẩm nào, cho dù là sản phẩm giống nhau nhưng tại sao nó lại khác nhau về tiền, thì quý vị cũng đã nói rất rõ là càng làm kỹ thì càng nhiều tiền, càng đắt tiền. Đấy, đấy là chia sẻ cho quý vị. Và đây là bộ tượng Canada bằng gỗ bách xanh. Đấy, giá thành là 2 triệu 8 một bộ tượng Canada cao 40. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị một bộ tượng bằng gỗ. Đây, bộ tượng này là bộ tượng bằng gỗ chắc dây. Anh em thấy không ạ? Đây là bộ tượng bằng gỗ chắc dây. Bộ tượng Tam Đa bằng gỗ chắc dây này là có kích thước chiều cao 30. Thì cao 30 thì lại rộng bao nhiêu? Thì quý vị thấy đúng không ạ? Chiều cao này là chiều 30 thì cái chiều rộng này của nó đạt tới 10. Cái bộ lúc nãy là cao 40 thì đạt rộng 12. Còn cái bộ này là cao 30 đạt 10 và cái chiều sâu của nó là 8. Tức là đối với tất cả cái bộ Tam Đa thì đều phải có một kích thước chuẩn. Kích thước không những là kích thước lỗ ban mà chúng ta cần phải có một kích thước chiều cao phù hợp với chiều rộng, phù hợp với chiều sâu để ra được một bộ tượng hoàn chỉnh, nó cân đối, nó phù hợp, nó hài hòa. Chứ nếu như chúng ta mà làm mà nó không cân đối thì đương nhiên một bộ tượng nó sẽ rất là xấu. Đấy, còn về cái độ đục chạm khắc tinh xảo hay không thì quý vị nhìn trên màn hình quý vị sẽ thấy ngay, đúng không ạ? Đường nét sắc sảo. Đấy, bộ tượng này thì chia sẻ cho quý vị là có một cái giá thành là 1 triệu 8 bằng gỗ chắc dây. Đấy, đục cực kỳ tinh xảo luôn, mặt trước mặt sau đục cực rõ nét. Đấy, bởi vì đối với tất cả những cái mẫu tượng mà chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị là cái quan trọng nhất là cái đường nét tinh xảo, cái quan trọng nhất là cái giá và cái sự thiết kế tỷ mỉ, thì đương nhiên là một bộ tượng làm lâu hơn một ngày, là một ngày công thợ làm đục ngày là cũng mất 400-500 nghìn. Đấy là chia sẻ còn thật cho quý vị như vậy. Thế thì nếu như 400-500 nghìn đấy là cả một ngày, còn bây giờ chúng ta cứ tính theo tiếng, mỗi một tiếng người ta làm thêm để cho nó sắc nét hơn thì chúng ta sẽ thấy được rằng là mỗi một tiếng chúng ta chia từ cái 400-500 nghìn một ngày đó ra 8 tiếng, đúng không ạ? Thì mỗi một tiếng chúng ta đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thì đương nhiên rằng là càng làm kỹ bao nhiêu thì đương nhiên phải trả công thợ đắt bấy nhiêu, đúng không ạ? Nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên là tại sao nhiều người bảo là mẫu tượng Tam Đa có những nơi bán rẻ hơn một chút, có những nơi bán đắt hơn một chút, thì chúng ta cần phải kiểm chứng ở cái đường nét và cái chất liệu gỗ. Nếu chúng ta kiểm chứng được hai cái điều này thì đương nhiên là đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào hai cái điều đó, đúng không ạ? Chứ đừng nghĩ rằng là cái kích thước của nó, cái kích thước thì đối với bất cứ một bức tượng nào mà chúng ta thấy là rằng là kích thước nó không quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì tôi kích thước 40 thì bạn cũng kích thước 40, hoặc là 39, hoặc là 41, hoặc là 42, nó chênh nhau với cái chiều cao không đáng kể, thì cái điều đó không tính đến tiền, đúng không ạ? Nhưng cùng cái kích thước đó, cùng cái chiều cao đó thì chúng ta thấy được rằng là có những cái sản phẩm tại sao nó chênh nhau lên tới vài trăm nghìn, thì chúng ta phải xem là cái chất liệu gỗ đó, cái vân gỗ, cái chun gỗ và cái sự chạm khắc tinh xảo của nó, đúng không ạ? Nó như thế nào thì chúng ta sẽ phân biệt được ra là nó cao tiền hay nó rẻ tiền. Đấy là cái điều mà tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho quý vị. Và một bộ gỗ chắc dây này là một dòng gỗ rất là quý hiếm, và giá thành của một bộ tượng Tam Đa và gỗ chắc dây này nó chỉ có giá là 1 triệu 8 thôi, bao miễn phí cho anh em.
anh em cứ kiểm tra hàng chuẩn đét, sau đó anh em mới thanh toán tiền, chứ không cần phải anh em phải đưa tiền trước. Chúng tôi không cần anh em phải đưa tiền, mà chúng tôi yêu cầu là anh em nhận hàng, anh em kiểm tra. Nếu anh em cảm thấy đúng chất lượng, đúng kích thước, đúng những gì mà chúng tôi nói thì anh em trả tiền. Đấy, còn nếu không đúng anh em không phải trả cái gì hết. Đấy. Và tiếp theo nữa thì chia sẻ cho anh em một cái bộ tượng tam đà to cao hơn. Chúng tôi còn rất nhiều, còn những cái mẫu tượng nó cao 80, cao hơn nữa cũng có. Cho nên là hôm nay thì chia sẻ cho anh em là ba bộ ở đây là ba cái bộ tượng tam đà có ba cái dòng gỗ nó khác nhau. Thứ nhất là dòng gỗ bách xanh, thứ hai nữa là dòng gỗ chắc dây, và thứ ba là bộ tượng tam đà này cao 60 là bằng gỗ hương. Đây là một dòng gỗ hương cao cấp, và chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta nhìn cái bộ tượng tam đà cao to này thì tôi sẽ lại chia sẻ cho anh em về cái kích thước để cho anh em thấy sự cân đối hài hòa, đúng không ạ? Về chiều cao 60 của cái bộ tượng tam đà này được làm trên chất liệu bằng gỗ hương thì cái chiều rộng của nó là rộng lên tới là gì? Là 17, và cái chiều sâu của nó là 14.5. Thế thì anh em cứ thử cân nhắc và anh em sẽ thấy được là cái độ tinh xảo và cái độ thiết kế nó vừa vặn, đúng không ạ? Thì anh em mới thấy được rằng là một bộ tượng đa, bộ tượng tam đa nó chuẩn như thế nào. Đây, về cái mặt đằng trước và cái mặt đằng sau, anh em nhìn thấy này, toàn bộ thiết kế chạm khắc rất là tỉ mỉ và tinh xảo. Nếu như anh em nhìn kỹ, anh em sẽ thấy được nó tinh xảo như thế nào. Từng cái đường nét chúng tôi không có bỏ cái đường nét nào. Đấy, các cái tà áo đục mây bay, rồi thì đục rồng rất là đẳng cấp. Đấy, về khuôn mặt mà chúng tôi đã nói với anh em rất nhiều lần rồi, cái quan trọng nhất của mẫu tượng là nhất dáng nhì ra, sau đó là chúng ta sẽ phải để ý kỹ cái khuôn mặt. Đấy, khuôn mặt là một trong cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu anh em mà thấy được cái khuôn mặt chuẩn thì anh em mới thấy được cái giá trị của nó. Đấy, còn nếu anh em mà không nhìn cái khuôn mặt chuẩn, không thấy sự tinh xảo thì anh em sẽ thấy được rằng là anh em sẽ bị sai lầm khi mà lựa chọn một bộ tượng đẹp. Và một lần nữa thì chúng tôi luôn cảm ơn anh em khi đã quan tâm theo dõi, bởi vì cái mẫu tượng tam đà cao 60 này giá thành của nó chỉ có giá là 5 triệu thôi. 5 triệu một cái mẫu tượng tam đà cao 60. Đấy. Và khi mà chúng tôi muốn là chia sẻ cho anh em thì cũng muốn chia sẻ thật kỹ, vì cái lý do tại sao khi anh em đi mua ấy, nhiều người thì bảo là tượng tam đà như thế nào là đẹp, cũng không hiểu là như thế nào là đẹp, như thế nào là chất lượng, như thế nào là đắt hay như thế nào là rẻ. Nhiều người bảo là tại sao đắt thế, hoặc có những người thì bảo là ôi rẻ thế mà sao, tại sao lại đẹp thế, làm kiểu gì mà lại tốt thế, đúng không ạ? Cho nên là cái sự chia sẻ cũng như là sự tư vấn cũng như là sự đánh giá của mọi người thì chúng tôi rất là mong muốn là chia sẻ cho anh em những cái mẫu tượng tam đà hôm nay để cho anh em thấy được cái giá trị để chúng ta đi mua, đúng không ạ? Một bộ tượng tam đà cao 60 hàng liền đẹp vân xịn sò như thế này, không có nỗi vết gì mà chỉ có giá 5 triệu thôi thì đương nhiên là anh em thấy là rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và nếu như anh em xem video thì nhớ like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã quan tâm theo dõi những cái video của Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Anh em nào mà muốn sở hữu bộ tượng tam đà thì anh em liên hệ ngay đến số điện thoại là 0968 152070. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình tôi chỉ check cho quý vị về cái bộ khay trà. Nhiều người có thể nhìn qua cái cũng có thể nhận biết được đây là khay trà bằng gỗ gì, và nhiều người thì không thể biết được đây là khay bằng gỗ gì. Và rất là nhiều người tò mò và hỏi tôi rằng là bộ khay trà để một bộ ấm xuyến vào thì nó có bị chặt không, đúng không ạ? Hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị đây chính là những cái ấm xuyến mà chúng tôi đặt ở đây. Có một cái xuyến to để pha trà, một cái tống rót trà, một cái hộp tăm,
một cái đựng tàn thuốc to đùng luôn và 6 cái chén như anh em nhìn thấy ở đây. Anh em sẽ thấy được rằng là nó vừa vặn không ạ? Như thế này là quá vừa rồi, đúng không ạ? Đây là khuyến mại thêm là đặt cái này, chứ cái này nếu mà đặt lên đây nó cũng không phải là đúng chất của nó, bởi vì là cái gà tàn thuốc lá thì người ta sẽ đặt ở bên dưới, hoặc là cái lọ tăm người ta sẽ đặt ở bên dưới đấy. Nhưng mà chúng tôi cứ đặt cả ở đây thì nó là cả một bộ này, để cho anh em thấy được rằng là cái khay trà nó rất là rộng, nó rất là vừa vặn, đúng không ạ? Đấy, anh em có thể mua bộ ấm sưởi to hơn bộ ấm sưởi này cũng vừa, bởi vì bộ ấm sưởi này ấy, là bộ ấm sưởi cũng khá là to rồi đấy. Pha một cái xuyến nước này thì có thể là 6 người uống đấy, pha một cái xuyến này là rót được ra 6 chén này luôn đấy. Cho nên là chia sẻ cho anh em để cho anh em thấy được là nó vừa vặn, cái khay trà nó quá vừa vặn, đúng không ạ? Về cái chiều cao của cái khay trà này thì chia sẻ cho anh em là nó cao lên đến là 14, tức là nó sẽ rất là phù hợp với cái việc mà chúng ta để cái khay trà này lên bàn trà đấy. Và tôi sẽ bỏ cái bộ này xuống để cho anh em xem, bỏ cái bộ ấm chén này xuống để cho anh em xem, anh em sẽ thấy là cái khay trà nó chất lượng như thế nào. Cái khay bằng gỗ mun ấy thì anh em thừa biết là gỗ mun là một trong cái dòng gỗ cao cấp rồi. Nói thật là gỗ mun, gỗ chắc, gỗ cẩm, gỗ hương là một trong các cái dòng gỗ cao cấp rồi. Cho nên là anh em là không bao giờ sợ cái gỗ mun nó bị mối bị mọt. Đấy. Chúng ta dùng cái khay này có thể nói là dùng hết đời này sang đời khác. Và chia sẻ cho anh em về cái kích thước đã nhờ. Cái chiều rộng trên bề mặt này của nó là rộng 42 và chiều sâu của nó là 32. Chiều cao của cái khay trà này là cao 14. Và trên khay trà này anh em nhìn thấy cái gì đây không ạ? Chính là cái hứng nước ở bên dưới, nó là cái đĩa inox. Đấy, cái khay inox để chúng ta khi chúng ta sử dụng ở bên trên này này, mà chúng ta rót nước mà chúng ta muốn tráng chén, chúng ta có thể đổ xuống dưới này, hoặc là cái nước ở trên cái chén mà chúng ta rót mà nó bị tràn, nó bị rơi vãi ra thì nó rơi xuống bên dưới này. Và chính cái khay này là cái khay nó hứng, nó không có rớt xuống cái bàn. Cho nên là khi chúng ta sử dụng nó có cái khay trà, cái khay hứng nước ở dưới này này, nó bằng inox. Cho nên là cái việc mà chúng ta muốn là vệ sinh nó rất là đơn giản thôi, bởi vì inox thì nó không có bị han, đúng không ạ? Nó không bị dỉ, cho nên là cái việc vệ sinh nó rất là ok. Và cái khay này được làm gắn trên cái khung cổ của cái thành này, cho nên là khi chúng ta mở ra, chúng ta kéo ra kéo vào nó bằng cái lúm này, đây ở đầu này nó có cái lúm đấy, kéo ra kéo vào như thế này. Thế thì khi sử dụng thì nó rất là thuận tiện rồi, đúng không ạ? Và tôi sẽ check cho anh em xem này, tứ diện của khay trà anh em thấy đẹp chưa. Về cái vân gỗ, cái gỗ mun thì anh em nhìn thấy vân của nó cực đỉnh, phải nói luôn là vân cực đỉnh luôn đấy. Màu sắc của cái gỗ mun thì anh em thấy nó có màu sọc hơi trắng trắng bằng vàng, hơi hung đen, và coi thấy là có những cái sọc đen hẳn đấy. Anh em nhìn thấy thì anh em sẽ nắm được ngay. Với một cái tay nghề thợ thì anh em nhìn thấy các cái đường mộng của nó này, nắp ra cực kỳ chắc chắn đấy, nắp ra cực kỳ chắc chắn luôn. Chân đế thì anh em nhìn thấy ở đây đấy, đây về cái phần chân đế anh em nhìn thấy ở đây đấy, đẹp không? Cái chân quỳ nó tuyệt đẹp luôn đấy. Và chia sẻ luôn cho anh em về cái giá thành của cái khay trà này. Khay trà này thì chỉ có một cái giá là 1.400.000 thôi. Anh em được sở hữu một cái khay gỗ mun tuyệt đẹp 1.400.000 nha anh em. Anh em nhìn thấy cái bề mặt của nó thấy phê chưa? Vân của nó, màu sắc của nó tuyệt đỉnh. Đấy. Đấy là một trong những cái mà tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho anh em ngay. Bởi vì sản phẩm này là sản phẩm rất được nhiều người ưa chuộng. Đấy. Đưa ra cái sản phẩm này là nhiều người đánh giá là một sản phẩm rất là tốt. Thế cho nên là chia sẻ cho anh em để anh em nắm được. Và nếu anh em xem video thì anh em nhớ like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ và thành công. Nếu anh em nào mà muốn sở hữu cái khay trà này, anh em có thể liên hệ với số điện thoại là 0968 152070. Và chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí cho anh em trên toàn quốc. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là mấy cái mẫu mà tôi chụp ở bên ngoài, ở ngoài sân. Buổi nó cũng khá là lặng.
Và những cái khay trà này thì như quý vị cũng đã thấy rồi, nó rất là đẹp, rất là mỹ mãn. Cái khay trà thì nó có khay gỗ hương, khay gỗ mun, khay gỗ cẩm để cho anh em lựa chọn. Cái kích thước thì nó cũng có khá nhiều kích thước. Thì ở đây chúng tôi lấy ra đây để cho anh em xem là cũng có khoảng 3 kích thước. Đấy, gỗ hương thì nó 750.000 một cái. Còn cái gỗ mà mun ấy thì nó 1 triệu tư, gỗ cẩm là 1 triệu tư. Đấy là hàng này là hàng to. Còn cái hàng bé thì nó rẻ hơn một chút nữa. Anh em nhìn thấy cái chất của nó, cái màu sơn, màu gỗ của nó rất là đỉnh. Đấy, để cho anh em lựa chọn. Cho nên anh em yên tâm khi mà sử dụng những cái sản phẩm của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Đấy, anh em nhìn thấy đẹp không? Mỹ mãn luôn. Anh em chốt thì để lại số điện thoại hoặc là điện thoại đến trung tâm đồ gỗ Văn Sáu.